Chào mừng các bạn học sinh đến với bài giảng điện tử bộ môn vật lý 6. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề sự nở vì nhiệt của các chất. Chắc chắn rằng chúng ta đã từng choáng ngợp trước khung cảnh rực rỡ của những ngọn đèn trời, hay thích thú với những màu sắc lung linh của khinh khí cầu, và sửng sốt khi nhìn thấy những đoạn đường ray bị uốn cong do ngoại lực nào đó, và ngạc nhiên khi vào mùa đông vẫn có người đi câu cá. Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp qua bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất rắn. Thực hiện thí nghiệm như mô tả ở hình 17.3, thầy có một vòng đai bằng kim loại. Trước khi hơ nóng, quả cầu cho lọt vào đai kim loại này. Sau đó, thầy dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu trong khoảng 2 phút. Chú ý, thí nghiệm này liên quan đến lửa đèn cồn, khá nguy hiểm nên các bạn không nên tự ý làm ở nhà nhé. Sau khi hơ nóng, lúc này quả cầu không thể cho lọt qua vòng kim loại được nữa. Nhúng quả cầu kim loại đang nóng vào trong nước lạnh. Thì quả cầu lại có thể bỏ lọt vào vòng kim loại. Vậy chúng ta có nhận xét gì về quả cầu kim loại? Sau khi quan sát, chúng ta thấy khi quả cầu nóng lên, quả cầu nở ra, vì thế nó không bỏ lọt vào trong vòng kim loại được. Khi quả cầu lạnh đi, quả cầu co lại, vì vậy quả cầu lại có thể bỏ lọt qua vòng kim loại. Chúng ta rút ra được kết luận: chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Một vật rắn sẽ tăng kích thước khi tăng nhiệt độ, vậy còn chất lỏng thì sao? Để có câu trả lời, chúng ta sẽ cùng quan sát thí nghiệm sau đây. Bình cầu đựng nước màu được đậy bằng nắp cao su có ống thủy tinh xuyên qua. Chúng ta thấy có một lượng nước màu đang nằm ở trong ống thủy tinh. Để đèn cồn phía dưới bình cầu và đốt lửa. Ngọn lửa từ đèn cồn sẽ làm bình cầu nóng lên. Quan sát chất lỏng bên trong ống thủy tinh. Mực chất lỏng ngày càng lên cao. Tay nhúng bình cầu vào nước lạnh. Quan sát mực chất lỏng bên trong ống thủy tinh, ta thấy mực chất lỏng này đang dần hạ xuống. Sau khi quan sát thí nghiệm về bình cầu, chúng ta có nhận xét gì? Khi nước trong bình nóng lên thì thể tích nước tăng, còn khi nước trong bình lạnh đi thì thể tích nước giảm. Từ đó ta cũng rút ra được kết luận: chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Thế là thể tích của chất rắn và cả chất lỏng đều có mối liên hệ với nhiệt độ. Còn chất khí có như vậy không? Ta cùng thực hiện thí nghiệm. Ta có một bình cầu rỗng, đậy kín bình cầu này bằng một nút cao su có ống thủy tinh xuyên qua. Trong ống cao su có một giọt nước màu. Chà sát bàn tay vào nhau,
sau đó dùng tay áp vào bình cầu. Cùng quan sát giọt nước màu bên trong bóng thủy tinh, ta thấy giọt nước màu đang chuyển động lên trên. Sau đó, ta đem nhúng bình cầu vào trong nước lạnh. Khi nhúng bình cầu vào nước lạnh, giọt nước màu đang dần dần hạ xuống. Sau khi quan sát chuyển động của giọt nước màu bên trong bình cầu, ta có những nhận xét nào? Khi áp tay vào bình cầu, không khí trong bình nóng lên, thể tích không khí tăng. Khi ta thôi áp tay vào bình cầu, không khí trong bình lạnh đi và thể tích không khí giảm. Từ đó ta rút ra kết luận: chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Sau khi thực hiện cả 3 thí nghiệm, ta rút ra được một kết luận chung là các chất rắn lỏng khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Ta đã biết khi có sự thay đổi về nhiệt độ thì thể tích của các chất rắn lỏng khí cũng có sự thay đổi theo. Cụ thể, các chất khác nhau có sự thay đổi như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua bảng kết quả sau. Theo dõi độ tăng thể tích của 1.000 cm khối, các chất rắn lỏng khí đã chọn trước. Khi nhiệt độ tăng thêm 50 độ C, người ta lập được bảng dưới đây. Cùng quan sát thật kỹ bảng sau và trả lời các câu hỏi. Quan sát độ tăng thể tích của các chất rắn, chúng ta có nhận xét gì? Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt, khác nhau. Tương tự, khi nhìn vào cột chất lỏng thì ta nhìn thấy rượu, nước, thủy ngân có sự nở vì nhiệt như thế nào? Ta cũng rút ra được kết luận, các chất lỏng khác nhau, nở vì nhiệt, khác nhau. Cuối cùng, ta quan sát sự nở vì nhiệt của chất khí. Đối với chất khí thì khá đặc biệt rằng các chất khí khác nhau lại cho ra con số giống nhau. Điều đó chứng tỏ các chất khí khác nhau, nở vì nhiệt giống nhau. Quan sát chung cả 3 chất rắn, lỏng, khí thì ta thấy chất khí có độ nở vì nhiệt lớn nhất, tiếp theo là chất lỏng và ít nhất là chất rắn. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Tác động của các chất rắn, lỏng, khí khi sự co giãn vì nhiệt bị cản trở. Bố trí thí nghiệm như hình 17.6. Sau khi gắn chốt vào thanh thép, đặt lên giá, thầy bắt đầu siết ốc thật chặt thanh thép vào giá. Sau đó, thầy dùng côn để đốt nóng thanh thép. Thí nghiệm sau lại sử dụng lửa của đèn côn khá nguy hiểm nên chúng ta không nên tự ý thực hiện ở nhà. Các bạn quan sát chốt ngang khi lửa đèn côn. Chốt ngang đã bị gãy, điều đó chứng tỏ có một lực rất lớn đã tác dụng vào chốt ngang. Khi ta đốt lửa, thanh thép sẽ nóng lên và nở dài ra. Sự nở vì nhiệt của thanh thép đang bị chốt ngang ngăn cản nên đã gây ra một lực rất lớn làm gãy chốt ngang. Khi sự co giãn vì nhiệt của vật rắn bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực rất lớn. Vì sao? Vừa đun nước sôi, nắp trong siêu nước lại bị bật ra và nước trong siêu tràn ra. Như chúng ta đã biết, khi đun nước, cả ấm và nước đều nóng lên và nở ra, nhưng nước là chất lỏng nên sẽ nở vì nhiệt nhiều hơn ấm.
sự nở vì nhiệt của nước bị nắp ấm ngăn cản, gây ra một lực khá lớn làm bật nắp ấm. Sự co giãn vì nhiệt của chất lỏng khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực khá lớn. Quả bóng bàn đang bị bẹp. Hãy chuẩn bị một ít nước nóng. Sau đó thả quả bóng bàn bị bẹp vào. Ngâm quả bóng bàn trong nước nóng một thời gian. Chúng ta cùng quan sát vỏ của quả bóng bàn. Sau khi ngâm vào nước nóng, vỏ bóng bàn đã phồng lên như cũ. Điều đó chứng tỏ đã có một lực đẩy vỏ bóng bàn phồng lên trở lại. Như ta đã biết, không khí bên trong quả bóng bàn khi gặp nhiệt độ cao do nước nóng sẽ nóng lên và nở ra. Do sự ngăn cản từ vỏ quả bóng bàn nên sự co giãn vì nhiệt của chất khí bị ngăn cản. Vì thế nó sinh ra một lực đẩy vỏ quả bóng bàn phồng lên trở lại. Khi sự co giãn vì nhiệt của chất khí bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực khá lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng về sự nở vì nhiệt của các chất, đó là băng kép. Băng kép cấu tạo gồm hai thanh kim loại có bản chất khác nhau được tán chặt vào nhau. Đây là hình ảnh của một thanh băng kép. Vậy băng kép hoạt động như thế nào? Chúng ta cùng quan sát thí nghiệm. Khi ta đốt băng kép dưới ngọn lửa đèn cồn, các bạn quan sát sự thay đổi của băng kép. Ta nhìn thấy băng kép đang bị cong lại. Điều đó chứng tỏ đặc điểm của băng kép khi nhiệt độ thay đổi, băng kép đang thẳng sẽ bị cong đi. Do có đặc điểm như vậy nên băng kép được dùng trong các thiết bị điều khiển tự động theo nhiệt độ. Ví dụ, băng kép được dùng trong bàn là của chúng ta. Khi nhiệt độ của bàn là quá nóng, băng kép sẽ cong đi và ngắt mạch điện. Quay trở lại hình ảnh, một người đang câu cá dưới một lớp băng dày. Thật đặc biệt phải không? Vì sao lại có điều đặc biệt này? Bởi vì nước có một tính chất đặc biệt. Sự co giãn vì nhiệt đặc biệt của nước, khi nhiệt độ tăng từ 0 độ C lên 4 độ C thì nước co lại chứ không nở ra. Chính vì điều đó, nước ở nhiệt độ 4 độ C có khối lượng riêng lớn nhất và chìm xuống đáy. Khi đó, nước vẫn ở thể lỏng, vì vậy cá vẫn sống được ở đó. Các bạn ghi bài vào vở, nội dung bài học hôm nay được tích hợp từ 3 chủ đề nên các bạn có thể ghi bài ngắn gọn. Những bạn đã ghi bài học từ trang web của trường thì chúng ta không cần ghi lại. Các bạn hãy tạm dừng video để ghi bài chính xác. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cùng đón xem và tham dự bài giảng trực tuyến của các môn học tại trang web lớphoc.hcm.edu.vn và nội dung tóm tắt trên trang web của nhà trường. Lưu ý, trên lớp học chúng ta có các bài tập ứng dụng để lấy điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút cũng như các điểm thưởng. Các bạn hãy nhớ làm nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt.